chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn sẽ phải vượt qua tất cả thử thách trên thao trường. Chúc tất cả các bạn thành công. Đã là thao trường thì rất là cực khổ và rất là nặng nhọc. Khi mà nghe thì mình đã rất là sợ. Đây là một trong những trải nghiệm rất là mới lạ và đặc biệt. Cái môi trường đó rất là khắc nghiệt và rất là khó khăn. Mình vừa đu lên, mình không thể kéo cái thân mình lên nữa. Cảm giác lần hai cái bắt tay của mình là buồn rủi ra hết cả da luôn. Thấy là muốn mặc ngửa và nằm luôn rồi. Hai bàn tay của mình trà xước và rất là đau. Trời ơi, làm sao mà chui qua được, quá trời cảm gai. Cái người mình, cái bề dày mình rất là dày, mà cảm gai thì nó rất là thấp. Cho 3 phút mà để làm hết tất cả địa hình thì không thể. Cảm giác là không thở nổi, mặt mũi là tối sầm hết ở lại. Mình gần như là không còn đủ sức để có thể nổi cái chân. Nó đòi hỏi một cái sự dẻo dai, khéo léo. Cái thử thách lấy nước mắt của mình đó là đu dây tử thần. Khi mình dính vào, đẩy xuống luôn. Và mình ở trạng thái rơi tự do. Tự nhiên mình rớt xuống một cái tấm mà mình bị hoảng quá, khóc như em bé mới sinh. Thử thách ngày hôm nay mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Được học được những kỹ năng rất là mới, rất là bổ ích. Rất biết ơn chương trình đã giúp mình hoàn thiện được những cái mà trước giờ chưa bao giờ mình nghĩ là mình làm được.